ông Pháp đã con cháu nó bị bên chồng ăn hiếp. Ông biết cách ăn nói, ông đại diện cho gia đình của bển, mà ông binh nó không binh thì thôi, ông làm gì ông quánh nó muốn chết vậy? Ông có khùng không? Khùng cái gì mà khùng, tôi làm gì tôi mới khôn đó chứ bộ. Mình thương không không có đủ đâu, phải không? Với cái tâm lý á, nếu như mình binh á là ta càng ghét thêm. Tôi có bệnh, tôi đâu có binh nó đâu. Đúng sai gì không biết, tôi quánh quá trời quánh luôn. Người ta nắm buộc người ta càng nó, tôi làm gì tôi mới khôn chứ bộ. Mình thương không có đủ, mình càng binh ta càng ghét. Đó, tôi quánh quá trời quánh luôn. Rồi cuối cùng là ông già chồng nè, mẹ chồng nè, người chồng họ bên chồng nè, cả chồng đó luôn. Càng nó cái gì cái chứ, ông chú bắt thì chú bắt chứ. Rồi ông già chồng nó nói từ đây trở lên mà ai gớ tới con dâu tôi một cái đó ha, mình chồng nó giọt miệng theo luôn, nó con cũng gì nữa, từ đây trở lên ai mà đụng tới vợ con một cái thôi đó, bây giờ hết dòng họ bên súng thương nhỏ này đó. Là trời, quánh tới áo sống cách cỡ đó luôn á, khô máu luôn mà. Kệ nó, chịu cực một lần thôi, nó chịu đau một lần thôi mà khỏi đau khổ cả đời. Vừa qua chặng này ai đụng được nó không? Ôi ôi, ngay nhà tâm lý giải quyết cường trời. Ủa ông Pháp đâu rồi? Gì đó rồi? À, rồi ông làm gì? Ông đi chùa mà mấy người đi chung ông về nói là ông làm gì? Ông tán ông sư thầy cái xây xả mặt mày chứ gì? Gì chứ giảng tào lao gì không mà ở dưới vỗ tay gần vậy. Cái ông nhìn qua nhìn lại còn ơn tôi không vỗ tay. Ông nói vỗ đi. Tôi thấy có cái gì đâu mà đá vỗ tay. Mà ông nói vỗ đi, ông ép tôi quá, tôi gối quá, tôi vỗ ông luôn. Bật nữa. Vỗ vô mặt. Mà ông giảng cái gì? Trời ơi. Thì đưa võng, nằm võng mắt ướt, đạp vô mặt người ta. Rồi hát karaoke chết thành ma câm. Ủa, tôi nghe nói ông thầy đó là có cấm thuyết giảng rồi mà. Trời ơi, ông lén ông trốn ra ông giảng nữa rồi. Trời ơi, ông nói gì ông nói đi, rồi ông tán ông chi vậy? Ông nhắm ông làm thì trúng không? Trúng chứ. Tôi vỗ cái bạc ngựa mà không trúng gì. Ờ, ý tôi nói là ông tán vậy là đúng không á? Dạ biết, ép tôi quá là tán đại. Hết nói nổi. Hết đâu rồi? Gì? Tiền á, tôi để trong phòng á, 12.212.000. Mà ừ. Sao mất tiêu 12.000 rồi? Tôi lấy mua gói thuốc rồi. Trời ơi, tiền tôi của tôi mà ông dám lấy nữa hả? Ông á, chỉ có trách nhiệm là mà đưa tiền cho tôi thôi. Tôi đưa 10 mấy triệu, tôi lấy lại có 12.000 là giữ gì? 12.000 không phải tiền hả? Ông coi chừng tôi đó. Chứ bà đâu phải là con tôi đâu mà tôi có trách nhiệm coi chừng. Bà cũng lớn rồi đúng không? Làm gì phải coi chừng? Ui là trò trả treo hả? Ông nhìn kỹ cái mặt tôi nè. Sống chung 20 mấy năm mà nghĩ sao tôi nhìn không kỹ. Ôi mặt tôi nhìn hàng ngày. Ôi tôi nhìn tôi ám ảnh tới chết xuống dưới, tôi còn không quên làm gì phải cứ nhìn kỹ. Ui là trời, ông này đi. Ông hết đường chạy rồi. Mấy cậu chạy đâu? Ê, bộ buông bỏ được là nhẹ nhàng phải không ông? Đúng rồi. Phải chi tôi buông bỏ được á thì đâu có khổ dữ vậy. Mỗi lần mà tôi bị đòi nợ đó, tôi kêu chủ nợ buông bỏ đi cho nhẹ nhàng. Mỗi lần tôi kêu là được, tôi muốn xúc quần. Ai biết buông bỏ thì nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi buông bỏ chủ nợ ta không chịu. Anh ơi. Gì? Sao mà cách này em trời mưa không gặp quá trời ha. Ừ. Anh còn nhớ lúc mình mới quen nhau không? Sao? Ông trời cũng mưa, ông còn gặp hơn bây giờ nữa. Em biết sao mà lúc mình mới quen á là trời mưa gặp dữ gì không? Sao? Đó là ông cảnh báo đó. Nhưng mà tôi đáng tiếc có một điều rằng tôi không để ý và xem thường lời cảnh báo của mẹ thiên nhiên. Nên giờ mới khổ dữ vậy nè.
Rồi khổ dữ chưa? Cái gì nữa? Muốn gì nữa đây? Em nói thiệt với cả nhà đó ha, em sản xuất một video rất là cực khổ. Mà nếu như anh chị em nào xem mà không bấm thích cũng như đăng ký, chết thành ma gì? Thành ma gì nào? Thành ma quẹo ngón tay. Cái đó thầy Quang nói nha, chứ phải em nha. Thầy nói về lực nhân quả gì đó. Đừng giận em nha, không phải em nói. Rồi xin chào mọi người. Ông Pháp, bây giờ ông trả lời đi. Tại sao đang sống với tôi mà ông làm chuyện đó với người đàn bà khác? Tôi sợ nhân quả báo ứng. Nhân quả gì? Vậy cho nó nói với tôi á. Biết đàn bà ta thôi chồng 5-7 năm, hầm không chiếc bóng, mà không biết giúp đỡ, không biết yêu thương, không biết san sẻ ân ái, rồi chết xuống thành ma gì? Thành ma gì? Ma dẹo củ khoai. Tôi sợ. Tôi mới làm. Chứ tôi muốn à. Ủa là trời làm ghét cái tướng dẹo cỡ đó hả? Ông khỏi đợi tới chết. Bây giờ tôi cho ông dẹo. Dẹo củ khoai cho ông dẹo liền bây giờ luôn. Anh Pháp có mặc quần slip không? Có chứ. Không mặc nó quên chuyện gì nói. Làm như dữ lắm. Bệnh quá. Bà Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vui, vui khỏe nhỉ. Bà ơi, tôi thắc mắc cái này nè. Đâu bà cho tôi hỏi ơi. Hỏi gì? Sao mà một người phụ nữ nghèo thì 100 người thanh niên á, để tìm cách nuôi dưỡng cũng như là che chở. Mà sao mà một người thanh niên nghèo thì 100 cô gái bỏ chạy hết 99 cô à? Thì ít ra còn ở lại được một cô. Cô không phải nữa. Cô đó cô bị què, chạy đâu có được đâu, nên mới ở lại.